chưa xong rồi anh Nghĩa. Giờ không làm xong thì lấy gì ra mà lấy đi đâu việc vào. Lạnh nhỉ, sáng nay rét hơn hôm qua. Gió mạnh hơn hôm qua. Không, gió mạnh hơn nhưng không lạnh hôm qua. Ông, em thấy nhiệt độ nó cũng sâu ấy.